Xin chào, đây là bạn. Đây em xin trình bày quyết 16F87 giao tiếp LCD 4 bit dữ liệu. Đây là phần cứng, đây là phần code. Thì chúng ta khai báo cái bị 16F87.2 xung định nghĩa các chân E0, E1, E2, T4, E5, E6, E7. Khai báo biến họ tên Nguyễn Minh Thông, khai báo biến phi K chương trình chính chậm ta thiết lập nó D E là nó ra rồi SD init trong cái gì SD chấm C cho con chó chạy tới vị trí cột 5 hàng 2 ta xuất cái dữ liệu mã số sinh viên 151167 mình lập chạy từ 40 giờ không cho con chó đi tới cột 21 1 cho chạy từ 1 đến G ta xuất dữ liệu họ tên Goto về lại đây là phần dịch ta nói có xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.